Lưới mây đủ thứ màu sắc quang minh trải trùm khắp như vậy rồi phát ra đủ thứ màu sắc ánh chớp. Đó là một, mây màu vàng diêm phù đàn phát ra ánh chớp màu lưu ly. 2. Mây màu lưu ly phát ra ánh chớp màu vàng. 3. Mây màu bạc phát ra ánh chớp màu pha lê. 4. Mây màu pha lê phát ra ánh chớp màu bạc. 5. Mây màu màu tát la phát ra ánh chớp màu mã não. 6. Mây màu mã não phát ra ánh chớp màu màu tát la. 7. Mây màu thắng tạng bảo phát ra ánh chớp màu xích chân châu. 8. Mây màu xích chân châu phát ra ánh chớp màu thắng tạng bảo. 9. Mây màu vô lượng hương phát ra ánh chớp màu vô cấu y. 10. Mây màu vô cấu y phát ra ánh chớp màu vô lượng hương. 11. Mây màu nước thanh tịnh phát ra ánh chớp màu đủ thứ đồ trang nghiêm. 12. Mây màu đủ thứ đồ trang nghiêm phát ra ánh chớp màu nước thanh tịnh. 13. Cho đến mây đủ thứ màu sắc phát ra ánh chớp một màu sắc. 14. Mây một màu sắc phát ra ánh chớp đủ thứ màu sắc. Lại nữa ở trong mây đó phát ra đủ thứ tiếng sấm tùy tâm chúng sinh đều khiến cho họ hoan hỉ. Đó là hoặc như tiếng thiên nữ ca sướng, hoặc như tiếng chư thiên tấu nhạc, hoặc như tiếng rồng nữ ca sướng, hoặc như tiếng cải thát bà nữ ca sướng, hoặc như tiếng khẩn na la nữ ca sướng, hoặc như tiếng đại địa chấn động, hoặc như tiếng hải triều, hoặc như tiếng chú loài thú gầm thét, hoặc như tiếng chim hót, và có vô lượng đủ thứ âm thanh khác phát ra tiếng sấm như vậy rồi lại nổi gió mát khiến cho các chúng sinh sinh tâm vui mừng. Lại nữa, ở trong mây lớn đó phát ra đủ thứ tiếng sấm tùy tâm chúng sinh đều khiến cho họ hoan hỉ. Đó là một, hoặc như tiếng thiên nữ ca sướng. 2. Hoặc như tiếng chư thiên tấu nhạc. 3. Hoặc như tiếng rồng nữ ca sướng. 4. Hoặc như tiếng cản thát bà nữ ca sướng. 5. Hoặc như tiếng khẩn na la nữ ca sướng. 6. Hoặc như tiếng đại địa chấn động. 7. Hoặc như tiếng hải triều. 8. Hoặc như tiếng chúa loài thú gầm thét. 9. Hoặc như tiếng chim hót, và có vô lượng đủ thứ âm thanh khác phát ra tiếng sấm như vậy rồi lại nổi gió mát khiến cho các chúng sinh sinh tâm vui mừng. Sau đó bẻ mưa xuống các thứ mưa, lấy an lạc vô lượng chúng sinh. Từ mặt đất đến cõi trời tha hóa, tất cả mọi nơi mưa xuống đều khác nhau. Đó là ở trong biển thì mưa nước mát tên là vô đoạn tuyệt, ở cõi trời tha hóa tự tại thì mưa tiêu sáng đủ thứ âm nhạc tên là mỹ diệu, ở cõi trời hóa lạc thì mưa báu đại ma ni tên là phóng đại quang minh, ở cõi trời đầu xuất thì mưa đồ đại trang nghiêm tên là thủy kế, ở cõi trời dạ ma thì mưa hoa lớn đẹp tên là đủ thứ đồ trang nghiêm, ở cõi trời tam thập tam thì mưa các hương thơm tên là duyệt ý, ở cõi trời tứ thiên vương thì mưa y báu trời tên là lọng tre. Trước hết lòng vương nổi mây lớn, trong mây phát ra ánh chớp, lại có tiếng sấm, lại nổi gió mát. Rồi sau đó bèn mưa xuống các thứ mưa, lấy an lạc vô lượng chúng sinh. Từ mặt đất đến cõi trời tha hóa, tất cả mọi nơi mưa xuống đều khác nhau. Đó là đối căn cơ của chúng sinh mà mưa xuống. Ở trong biển thì mưa nước mát tên là vô đoạn tuyệt, ở cõi trời tha hóa tự tại thì mưa xuống nước mưa tiêu sáo đủ thứ âm nhạc tên là mỹ diệu, ở cõi trời hóa lạc thì mưa xuống nước mưa báu đại ma ni tên là phóng đại quang minh, ở cõi trời đầu xuất thì mưa xuống nước mưa đổ đại trang nghiêm tên là thủy kế, ở cõi trời dạ ma thì mưa xuống nước mưa hoa lớn đẹp tên là đủ thứ đổ trang nghiêm, ở cõi trời tam thập tam thì mưa xuống nước mưa các hương thơm tên là duyệt ý, ở cõi trời tứ thiên vương thì mưa xuống nước mưa y báu trời tên là lọng tre.